Hạt cà phê không xa lạ gì với mọi người, nhất là trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ. Hương thơm nồng nàn ấy đã thôi thúc và khơi dậy trong Nguyễn Văn Hoài Nam làm ra những chiếc bánh quy nhỏ xinh, hình dáng hạt cà phê với nhiều màu sắc và hương vị độc đáo, thể hiện theo vòng đời của hạt cà phê. Phóng sự sau sẽ làm rõ hơn nội dung vừa nêu. Trong ngôi nhà nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt là điểm dừng chân của 6 nhân viên, ngày đêm miệt mài thực hiện từng công đoạn để hình thành nên những chiếc bánh quy, hình dáng hạt cà phê nhỏ xinh với 6 màu sắc và 6 hương vị khác nhau. Sau khi gắn bó với cơ quan nhà nước được 10 năm, thì Nguyễn Văn Hoài Nam thấy mình muốn tự làm chủ cho một công việc gì đó sẽ phù hợp hơn. Thế là niềm yêu thích nghề làm bánh trỗi dậy trong chàng trai sinh năm 1989. Từ mày mò để rồi lên ý tưởng, bén duyên với nghề làm bánh từ năm 2021. Công ty bánh kẹo NLC ra đời với sản phẩm bánh quy lấy nguyên liệu chính là cà phê và nông sản quen thuộc của Đà Lạt như dâu tây, trà xanh, maca để hình thành nên nhiều vị bánh độc đáo, gói trọn trong vòng đời của hạt cà phê từ khi còn xanh đến khi đã sang thành phẩm. Tất cả các công đoạn đều được làm thủ công với sự tỉ mỉ, chỉnh chu từng chi tiết. NLC có nghĩa là người lạ coffee. Tôi hướng tới là người thà là người lạ thương quen còn hơn người quen mà ngỡ như xa lạ. Có nghĩa từ một người lạ mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà chất lượng, chúng ta kết nối lẫn nhau thì chúng ta sẽ dần là người quen với nhau. NLC không chỉ gói gọn tạo việc làm cho những bạn trẻ yêu thích nghề làm bánh, mà chính nơi đây còn là điểm dừng chân của những bạn khiếm thính đã được Hoài Nam giúp đỡ để đến làm việc, tự tin với bản thân, kiếm thêm nguồn thu nhập và hòa nhập cộng đồng. Em làm việc ở đây từ ngày đầu công ty thành lập, ban đầu học cách làm bánh cũng khó lắm, đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ nhẫn lại. Nhưng được sự quan tâm và tạo điều kiện từ phía anh Nam nên em ngày càng yêu thích công việc này và muốn gắn bó lâu dài. Em thấy mình không còn tự ti như trước đây nữa. Sau một thời gian thì tụi em giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu thì cũng đã hiểu nhau. Tụi em bây giờ thì hiện có thể là tương tác với nhau, hỗ trợ với nhau và rất là cũng hiểu nhau rồi. Để đưa ra những dòng bánh chất lượng, môi trường làm việc thì rất là hòa đồng, vui vẻ. Trầm hay không bằng tay quen, vì thế làm nhiều riết thành quen, nên giờ đây anh Hoài Nam có thể để các bạn tự chủ trong mọi công việc. Tất cả mọi người xem nhau như anh chị em trong một nhà, không có sự phân biệt giữa người khiếm khuyết hay người bình thường. Cái tên NLC dần được thị trường đón nhận và Hoài Nam cũng mạnh dạn tham gia vào thị trường OCOP bằng các chương trình giới thiệu sản phẩm do tỉnh Lâm Đồng tổ chức, đầu tư quảng bá thương hiệu trên các trang mạng xã hội. Chúng tôi đã tạo ra cái công việc này cho họ thì mong muốn rằng họ sẽ có một cộng đồng làm việc với nhau, họ có một nơi làm việc ổn định để họ có thể kiếm thêm thu nhập để nuôi bản thân cũng như nuôi gia đình. Muốn họ tiếp cận cộng đồng hơn, muốn mọi cộng đồng nhìn nhận họ bằng một cái tăng cái giá trị của họ tạo ra được, không chỉ là họ làm thủ công mà chúng ta có thể hướng tới vấn đề dây chuyền, thì làm sao chúng ta đưa họ vô vận hành một cái dây chuyền như một người bình thường được. Và tôi tin rằng tôi có thể làm được điều đó để giúp cho họ có thể cuộc sống tốt hơn và họ tiếp cận với cộng đồng nó dễ dàng hơn. Trên con đường hình thành để đi vô OCOP thì công ty cũng đã cố gắng rất là nhiều để đưa với một cái sản phẩm đặc sản địa phương đi khắp mọi nơi để mua đến để tận tay người tiêu dùng về cái đặc sản của Tây Nguyên. Đơn giản chỉ là những chiếc bánh quy hạt cà phê nhỏ xinh, nhưng chứa sâu trong đó là những dự định xa hơn mà chủ nhân muốn đem lại với giá trị nhân văn sâu sắc. Hoài Nam muốn mở rộng quy mô hoạt động để nơi đây là ngôi nhà chung, định hướng nghề nghiệp, giúp những hoàn cảnh thiếu may mắn, nhất là các bạn khiếm thính có được việc làm ổn định, tự tin vươn lên bằng chính sức lực, nghị lực của mình.